tô lúc giết lúc giết không à. Lên lên. Rồi. Từ từ theo, từ nhá. Lên. Từ từ thôi, từ thôi. Dìu đi. Từ từ thôi, từ từ. Cao lắm, chắc đây cao lắm. Cao như cổng trời mà. Chiều giờ bắn đây à? Từ từ. Ui. Ui rồi rồi. Múc cả mà. Gần tó không? Đi xuống cái dốc gần tó à? Chùa mấy bữa đường là chú hư đi bên đây nó hơi giỡn chút. Đường hư đâu giờ đi nó khó cao. Ui trời ơi, đi bộ muốn chết à. Quay mấy chạy không nấu à. Trong quãng đường rất là khó. Bảy nhì bảy nhẹt. Hầm sình lúng. Bên em cũng đã tới nơi. Ồ ẹo ẹo. Bên em xin chào nha. Chào nha. Chào nha. Hôm nay mấy em đi rừng lớn, rừng già. Đây có anh dâu nữa, ba anh em à. Ở chỗ mình đang mưa ấy, nên cái đường nó hơi khó đi. Thường thường ở rừng này mấy anh em đi thì tầm 2 tiếng tới nơi à. Mà đây tới 3 tiếng hồ mà tới. Hai người làm trại, một người nhóm lửa nấu mì tôm ăn dơ đói mà. Cái chỗ này thì có người nào mới ở luôn. Phía dưới này này, phía dưới con suối này có một cái trại, hai người thôi. Chắc họ đi săn á. Thấy thấy chở con xốp luôn. Bây giờ bà anh em tranh thủ làm nha. Không đỡ trầm mưa. Ở đây đang âm u nữa mà. Hôm giờ âm u dữ lắm. Qua lòng rải bên em cũng làm trại xong xuôi ở đâu ạ. Bạc trong này 6 mét, bạc xanh này cũng 6 mét luôn, 12 mét. Cái thùng đá này thì
hai thùng đá nhỏ đó này. Là ở trên này không biết là anh nào anh chắc hai anh chắc hai người nào đi sang lên bỏ thùng đá ở trên này luôn. Mình em lượm lại bỏ đồ ăn ngủ uống này. Còn thùng đá này thì mình em chở lên thùng bự. Bỏ đá này. Có thịt đủ gấp chi giá cho mà. Mình em lấy hai cái nắp làm gì hai cái bàn luôn. Quá dữ. Uống cà phê cho không? Phở đá. Chở không đá theo ướp thịt đồ nó khỏi hư tiền lắm á. Có đá mua rồi. Miếng thịt bà chỉ theo mà. Bà chỉ theo đấy. Ờ. Chiều nay bên này mình tráng. Bình tráng không? Ờ, bình tráng đây. Ui, hai dây bình tráng nữa. Thì mưa màng rồi. Ta đừng cho 3 dây cho. Mệt quá. Sợ 2 dây không đủ quá. 3 dây anh hết rồi. Ta gọi mấy 2 dây đủ. Rồi. Mình trong đấy đúng không anh dâu? Câu cá hả? Có cái mâu câu không? Ừ. Trùng câu hả? Ừ. Cá đâu? Cá câu đẹp lắm các bạn. Cá đâu? Cái nhau thấy đi phù rồi đúng không? Ờ vậy câu thử chứ nó không? Kinh vàng ơi. Kinh vàng thâu không? Trùng đi. Trùng cho câu nó dai nhiều. Kinh vàng này cũng chàng không? Hôm nay mình đem thêm hai chai rượu xăm xuyên đá. Ngủ ngâm được có tầm tuần rồi mà cái ra màu vàng trái luôn đẹp nên ngâm khoảng 1 tháng đến 2 tháng mình mới uống nha, ra hết xăm để mình uống nhiều lần, uống hết cái lứa này xong cái đổ rượu trắng tiếp ngâm tiếp lâu dài mà. Lâu dài mà. Mình cần số lượng ở đâu chất lượng đúng không? Cái chỗ mấy anh em làm trại này là cái chỗ này được trước mình với anh Thi đóng trại ở dưới khu rừng kia, nhưng mà chạy xe ra này lần này bán cái da mà sóc nhiều á trên này ở dưới này thì cái chỗ này này là ông nó bắt nước khá là nhiều mà anh em không có đi lên bắt được á. Lần này ở cái khu này mấy anh em thấy đẹp quá, lần này ở lần này quanh bãi sóc rồi được trước đi ráo này ông á thì nghề sóc tọt rất là nhiều luôn, đem bẫy bán nguyệt bán bẫy cạp được theo nên là quánh bẫy. Nói chung là chiều nay mình em đi à, chủ yếu là đi đánh bẫy thôi. Series hôm nay là vậy không? Vậy vậy vậy. Ông thì vẫn còn nhưng mà một tổ thì có 1-2 lít gì à, nên mình em cũng làm biếng đi tìm lắm. Lần leo còn khó mà. Đỡ qua năm sau. Còn rai rai. Đây là cái trại của ai á? Gần đây chắc mình khả năng là đi xanh thôi, chở hai thùng xốp lên bỏ đó. Nãy anh em có lộn hai thùng xốp đó làm cái bàn á. Đây cũng tầm ở đây, người ta ở đây tầm chắc cũng nửa tháng rồi. Wow, hiện tại thì gió quá gió. Thì xuống này xem cái cây gì mà nó ra cái quả xanh tròn tròn giống trái ổi á. Mà không biết cái trái gì. Nào anh Thi. Cây nhỏ mà trái sai gơ sai á. Chị chết trái luôn. Ừ. Có người nào cũng lên đây chặt vài nhánh này. Rụng ở dưới đất đây này. Thì xuống mình hái cho nhà xem. Bây giờ anh em cũng không biết cái trái luôn. Thu quả chín luôn này. À chín này. Quả sống ở đây. Trái này hiếu không? Đây. Hay ta. Chua. Mình mới kén vào thì nó rất là chua luôn. Khả năng trái này ăn được này. Chua lét à? Trái gì ta? Nghĩa là chua chín không? Ừ. Chín chưa? Chín rồi, trái đây chín héo. Mà chua cơ á. Có hột không? Có hột này. Trái này ăn được không? Chua ăn được á. Ừ, chắc ăn được này. Ừ. Chín cầu ăn lắm này không? Ừ. Cái nhà nào mà đã từng biết cái trái này thì comment cho mấy anh em biết nha.
Wow, nó có cái vị chua, mình mới cắn thử mà không dám ăn. Chúng mình không biết thì mình không nên ăn, mà thử chấp miệng chua. Cái này chắc nếu mà ăn được chắc khỏi cá ngon này. Sai ghê lắm. Wow, cây nhỏ mà sai. Cái nhỏ ơi. Wow. Hay ấy. Chân xù nha các bạn. Đó. Ôi xìu. Cái lòng tông này, dính này hay ấy. Hai con không? Dày một bị đi cho hai con. Nhanh rồi đó hả? Nhìn vậy mau ăn. Trời ơi. Nhanh dữ hả? Gọi chúng lên lên, gọi chúng lên lên nè. Đó. Chô, món này mà nhiều ấy. Ồ, ngon. Vài ạ. Đối với đấy. Chô. Cái này cái gì ta? Cái này béo lắm, cái giật tròn ạ. Cái giật tròn này ngon lắm á cho. Ui, ý vời ạ. Được mấy con giun này ngon rồi chứ. Đấy, dính nữa đấy. Dính nữa. Quá tuyệt vời. Ngon lát có đủ chiên hơn. Cái này chiên ăn viên xuông ngon. Đấy. Wow. Con dao câu ơi. Em đi lên em luộc cái thịt heo á. Ok. Chảy nó có 3 đường. Thấy không? Đấy, đây là đúng là thịt đấy. Thịt mỡ á. Miếng này hồi nãy, nãy nhỉ? Mỡ đấy mà, mỡ thì ớt mỡ mà. Không chịu ăn mỡ đâu mày. Không chịu ăn mỡ đấy. Mập đâu, ăn mỡ mập nữa. Em ứ chịu ăn mỡ luôn. Em nạt không vậy đó? Nạt không. Nạt dính riêng lắm. Có đó chứ. Dính riêng mình ấy chứ. Dính riêng ráng cậy hơn. Ráng cậy chứ. Đi bếp có mà anh nhậu. Có đâu. Nước bánh nè. Ui xưa. Quá trò thịt à. Ở nhà em không ngon đâu, rừng ăn nó mới ngon rồi. Sướng hả không? Sướng rồi. Đói á. Đói gì ăn ngon rồi. Đấy. Cơm chiều bà nè em, bánh tráng, uống thịt cái ba chỉ. Rồi sống nữa vậy à. Mưa mang nhé. Xem là tuông ra thở không? Tuông ra chạy luôn á. Tuông luôn mà. Này có rượu xăm luôn á, giận quá giận mà. Ít ăn dầu chứ uống nhiều không tốt. Chứ mà. Cho rượu xăm mà. Nhiều lắm. Nó như thuốc mà. Thuốc uống nhiều quá liều nó đâu tốt đâu. Để ăn cóc nhỏ vậy được à. Rồi, ok. Chút màu xíu nha. Cơm đẹp không? Ba anh em mời nhà dùng bữa cơm chiều ba anh em luôn nha. Mời cả nhà ăn bánh tán nha. Vô. Màu để làm tốt luôn nha. Ủa cho ba anh em ít thịt rừng đem về. Cho mẹ nó ăn chùa. Mở nhau được không? Do dữ ta. Giống mà trời luôn không? Bà anh em mở nha, ăn thịt heo ơi. Mình xin phép ở nha, làm cái cục này ạ. Ôi trời rồi. Ui. Mình phải ăn mỡ lắm. Mỡ khổ không kìa không? Nó ngon. Mê được chưa? Thì khiếp ạ. Ngon được rồi chứ không có cần đẹp nè. Đã đâu. Đâu anh cảm thấy ngon được à? Ngon. Nêm này. Nêm ăn nhiều. Nhanh nha. Cuốn cái này 15 phần ạ.
mẹ dù chưa hơn nửa cây à quá dữ nó hổ cô hơn đã thấy không lâu mới ăn này bóc mùi sướng đúng không ăn này bóc cũng ngon thôi mình để camera cho chiều hết nấu không miếng nữa em khác rồi hết luôn trời đất ơi khiếp á cho bóng bóng lên kìa cho ui dù anh mớ xe mà anh mớ xe gió tắt rồi á mớt 15 tháng 4 mớt để đó không sống mà đủ rồi anh mất cơ à mà sống là phải đầy đủ được phải không cũng được sướng đấy quá chửa đâu luôn à thì 15 phong cái nào đấy cũng 15 phong hết á wow đã ngon gì bằng anh ở đây gọi là ngập mồm luôn nhẹ ngon cũng có cuốn già hơn không có cuốn già hơn cũng 17-18 rồi đó 20 luôn không phải cuốn nào cũng điều hết rồi mình làm hết rồi không được à điều này hơi nhẫn hơn nhẫn thì điều à có vị nhẫn mà chưa đâu để chưa ra hết đâu đã nữa không đó để mà ngâm một tầng làm quan được đi sao nhiều lắm nhiều nhiều á người tránh uống nhiều được người rượu ngâm mới được uống nhiều trong đó rồi mà đây nó chưa ra đâu uống sao đâu nó chưa ra đâu thôi đây chặt câu phải rớt cái đúng không gãy câu nữa gãy câu phải chặt câu giống mà cũng đang nướng đúng không? Dưa leo này, kẹ, rau, quên vào thịt, quên vào thịt, quên vào thịt đây, quên thịt đây, quên sao thịt, sao thịt quên được ta? Ơi, có nhiều nếp mà sao quên được? À không, quên đâu, học thịt trâu luôn á. Em đâu có ăn mỡ đâu, mỡ ớt quá. Anh mập mà ăn mỡ nữa. Cũng chắc 25 phân ạ. 25 phân hả? Ui trời. Cũng thử ớt gì đâu, nhưng lo rồi đó. Mất khổ mà. Một alo, tay alo. Một tay mà, hay chưa thấy không? Mâm nêm. Ý, ui trời. Đấy, xuống mồm. Gặp quên rồi nữa nè đó thêm thêm đây anh ơi thêm anh gì thế à trời ơi uống từ mai à uống từ sau à ngon ngon mà tăng đáng tăng đây một cây các đây nó cũng non này anh nguyên ca luôn ừ không nghe gì hết các này chưa chín không đâu phải máu quá nó chưa anh ấy
để mà cũng đi thăm luôn chứ. Thăm luôn. Có con đi ngang qua nó lụm theo, đúng không? Không được kêu thì mình đi thăm được. Từ lúc mà anh em ăn cơm xong thì anh em có nghỉ. Xong rồi bọn thì anh xách đèn pin lên này anh rọi. Anh thấy cái đốm. Anh đốm lúc anh núi ra cũng xa lắm. Anh hú đọc đọc chạy lên. Bây giờ anh em lên đó nha. Cái đốm này nó xa quá. Anh em chạy lên thì nó xuống đất rồi sao ạ. Rồi miếng cũng không thấy đốm nữa. Bây giờ xách ba anh em lòng giỡn, nghỉ ngơi ơi. Đó đó, lên giọng ơi. Thì hẹn em nha, vào ngày mai tiếp tục nha. Tiếp tục chương trình. Bạn em xin chúc nha, ngủ thật là ngon nha. Bye bye nha em. Chúc nha, ngủ mơ mang trong giấc ngủ nha. Ở đây mà lo.